sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có thì sai, vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là u đầu. Ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà, anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà, anh là ô sin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là u đầu. Đây anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có thì sai, vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Dạ mẹ, mẹ ơi, con nói chuyện này với mẹ được không? Mẹ. Cái gì? Nói cái gì? Cố tình con nói nhỏ nhẹ rồi mà mẹ la một cái con muốn rớt tim ra ngoài luôn. Con nói thiệt, bây giờ tim con nó thòng chắc ghê lắm rồi đó. Không biết con may mắn hay bất hạnh có được một người mẹ mà cảm xúc lúc vui hay lúc buồn cũng có một gương mặt một à. Thôi thì lần này mẹ thương con, mẹ chiều con lần này đi. Mẹ hứa với con là mẹ ngồi im sau khi con nói xong câu chuyện, mẹ hãy nói, mẹ đừng cắt lời con. Mẹ chỉ cần trả lời có hoặc không, đối với con là thú lắm rồi. Được không mẹ? Nói đi. Phải chi mấy chục năm nay mà mẹ có cái cảm xúc này với con, chắc con không biết sợ ai bao giờ đó. Dạ thôi bây giờ con vô thẳng vấn đề nha. Không, mẹ cho phép con được công khai sợ vợ con trước mặt mẹ và em gái được không? Cái gì? Trời ơi, cái gì này là cái cảm thán về cái cảm xúc chứ không phải là trả lời có hoặc không. Con muốn nghe mẹ nói có hoặc không. Câu hỏi con hỏi xong rồi đó. Xong rồi phải không? À dạ. Chỉ có một câu gọn lõn vậy thôi đó phải không? Dạ câu gọn lõn vậy thôi mà con lấy hết sự bình tĩnh của con trong suốt thời gian vừa qua con mới dám hỏi mẹ. Trời. Cái này là về cảm xúc, về tình hình sức khỏe chứ không phải là câu trả lời. Lẽ mẹ đang bị đau họng hả? Mẹ không trả lời được. Không. Mẹ không có bị đau họng. Mà bà đang không được vui. Mẹ cảm thấy là mẹ khó chịu ấy mà. Chết rồi. Không lẽ gì câu hỏi của con mà làm cho mẹ khó chịu, mẹ khó ở trong người. Thôi trời, thôi coi như là con chưa hề hỏi câu hỏi này đi. Mẹ cứ trở lại là người mẹ bình thường của con thở nào đi. Mẹ cứ mạnh dạn la con, mẹ cứ mạnh dạn cái gì với con đi. Con chứ con sợ mẹ bị ức chế, mẹ dồn nén trong người. Mà mấy người lớn tuổi mà dồn nén cái chuyện này trong người thì dễ dẫn đến cái chuyện đột quỵ rồi chết rồi lúc đó con. Cái gì? Cái gì? Hả? Bữa nay con dám mở miệng nói là mẹ đột quỵ mẹ chết hả? Muốn mẹ chết trước không? Dạ không, cái chuyện này con không dám nói, con không dám suy nghĩ đâu. Tại vì con nghe vợ con nói cho nên con nói lại thôi chứ con... Được. Cái gì cũng vợ con, cái gì cũng vợ con. Vợ con nói cái gì cũng hay, nói cái gì cũng đúng phải không? Nhưng mà có một cái duy nhất là không đúng. Cái gì không đúng hả mẹ? Nói giỏi tâm đường. Nè, xuống ăn cơm đi, đừng để tao chờ hoài nè. Dạ, dạ con xin lỗi mẹ. Xin lỗi em. Không có gì đâu. Xin lỗi chồng. À, thôi ăn cơm đi. Vợ con xin lỗi rồi kìa. Vợ con sao vậy? Con không biết nữa nhưng mà con thấy người con nó không ổn. Con khó chịu, khó ở trong người. Con dâu. Sao lại hôi cơm tanh cá vậy? Như vậy là con có bầu rồi hả? Khoan. Mẹ im lặng. Mẹ im lặng, mẹ đừng hỏi con gì nữa. Chờ con xíu. Mẹ hỏi lại đi, Con dâu, con có bầu rồi hả? Con dâu hỏi cho tự nhiên. Con dâu, vậy là con có bầu rồi hả con dâu? Nói cho mẹ nghe coi, phải không? Bây giờ con thấy làm sao, con thấy trong người của con làm sao? Là nó mệt, rồi nó hôi tôm tanh cá phải không con? Dạ. Dạ, con thấy là nó khó chịu á mẹ. Xong rồi con đi mua que về thử.
thì con thấy nó lên hai vạch. Đây, vợ của tôi, đứng lên con, đứng lên. Quý vị khán giả thân mến, đây là dòng heo của vợ tôi lúc chưa có bầu. Và sau này nó sẽ bự lên, vợ tôi sẽ có con. Mẹ tôi sẽ có cháu. Em gái tôi cũng có cháu luôn. Và tôi được làm cha. Cảm ơn vợ nha. Nhà vợ có bầu mà từ nay anh được sờ vợ công khai luôn á. Ây cha, nghĩ lại á, La mà mày thật là thông minh. Và nhờ cái sự thông minh của mày mà bây giờ mày đã lên một level hoàn toàn khác. Nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao. Đã giả là phải giả cho đúng. Coi coi, các triệu chứng khi mang thai. Cái gì vậy? Qua đây. Em làm gì em vô phòng chị rồi em len lén lúc lúc vậy? Đâu có đâu. Mẹ nói á là em mang thao nước này vô á cho chị ngâm chân, nước thuốc á. Ngâm đi chị. Không gì? Lát nữa là nguội á, không ngâm được nữa. Đâu? Ê, mẹ nói á là chị phải thật là dịu dàng và nhẹ nhàng. Không sao, cái gì mà chị đánh vậy thì chị làm được. Đau không? Đau chị. Em có phải là em gái ruột của anh Hổ không vậy? Em là em gái ruột của anh Hổ nè. Có dòng nào đi ăn nè. Em không vậy? Nó có. Sao bữa nay em khác quá vậy? Bộ em khác hả? Bộ em đẹp lắm hả chị? Bữa nay em chu đáo hơn đó. Trời ơi Huệ, em làm gì bất ngờ quá. Không có, chị ngâm chân đi. Lát nữa nước nguội á, không ngâm được nữa. Được rồi, để chị ngâm cho, để chị ngâm. Rồi, chị ngâm chân nè. Ngâm đi chị. Ừ, em làm gì làm đi. Ngâm đi nha. Ừ, làm gì làm đi, đi đi đi. Nói nghe nè, mốt vô phòng chị nhớ gõ cửa với lại ra đóng cơm chị. Đi đi lại. Dạ dạ. Ê, ê. Anh làm gì á? Phòng của anh vô có gì đâu mà la sùm vậy. Bộ quên lời mẹ dặn rồi hả? Phải nói nhỏ nhẹ, em mà lớn tiếng chị hai giật mình cái ảnh hưởng tới thai nhi, hiểu chưa? Biết rồi, nhưng mà nhà mình anh làm gì lén la lén lút như ăn trộm vậy? Lén mà lén. Anh đang tập trung coi mấy cái clip cũ. Đi 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 đi. Nhớ nha, phải xa 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 nhau ra nha. Chị dâu nha. Đóng cửa. Dạ biết rồi. Ơi, nóng quá à. Dạ. Vậy ăn ngâm chân hả? Ừ. Sẵn tiện anh bóp chân luôn cho nha. Đủ làm gì thôi. Có nhiều người nóng đàn ông á thèm khát được bóp chân cho vợ mình nhưng mà mắc cỡ sĩ diện không dám làm chuyện đó. Có gì đâu mà mắc cỡ. Nóng hả? Nóng, nó nóng quá à. Anh hỏi cái chân này ngâm cái chân này. Nóng quá em. Em phải ngâm nó mới quen chứ em để trên hoài nó cứ nóng hoài ha. Đó. Trời ơi. Con trai của mẹ giỏi quá ha. Mẹ. Ráng chăm sóc chị vợ bầu nghe con. Dạ. Lam à? Dạ mẹ. Con muốn ăn cái gì nói em tiếng đi rồi mẹ nấu cho con ăn. Dạ con ăn gì cũng được mẹ. Trời đất ơi, ăn gì cũng được là sao? Con phải ráng ăn để bồi bổ cho cái cháu nội đích tôn của mẹ trong bụng của con đó. Mẹ lo là mẹ lo cho cháu của mẹ chứ mẹ lo gì cho con. Trời. Tôi đang có chuyện rất vui luôn. Trời ơi. Em mới gặp kể cho nghe. Không, chuyện đó phải gặp mặt nó được. Tức là vậy nè, nếu mà mình chỉ cần thông minh một tí xíu thôi thì mình sẽ đổi đời. Tôi đang làm gì hả? Tôi là má thiên hạ. Chuyện này phải gặp kể mới được. Nó qua đây cũng tiện lắm. Ê, cúp máy nha, có gì nói chuyện sao nha. Ok. Đây, dạ tìm thuốc bắt nóng hổi đây. Ăn liền đi con. Nè, nãy giờ mẹ luôn với mẹ làm hả? Ừ. Con không ăn đâu mẹ ơi, con không thích cái món này, nhìn đen thui, sợ lắm, không biết mẹ ăn đi. Sợ cái gì, trời ơi, cái này mẹ phải thức cho thiệt mà sớm á. Mẹ đi mua về hành cho con ăn đi nè, con ăn đi. Trời ơi, bổ cho cháu nội của mẹ, chứ không phải bổ, ráng ăn nha. Ăn cho đừng làm được cho mẹ. Mẹ. Con có ý kiến này con nói ra mẹ coi được không ha. Mẹ là rất thương con dâu
thích nấu đồ ăn cho con dâu ăn để tẩm bổ. Đó là một điều rất là đáng quý. Nhưng mà trước khi nấu á, mai mốt mẹ ra bộ mẹ hỏi vợ con thích ăn món gì, mẹ nấu món đó, mẹ đỡ cực mà vợ con thích nữa. Nhiều khi nấu món mà vợ con thích ăn, ăn vừa ói ra cũng vậy, uổng dạ, công mẹ lắm. Dạ chồng con nói đúng đó mẹ. À chồng con nói đúng ha. Dạ. Cái này chỉ là mới có một phần thôi. Bây giờ còn phải nghe cái phần quy định của mẹ nữa đây nè. Trời ơi. Quy định của mẹ. Quy định thứ nhất là bắt đầu kể từ bây giờ, con dâu không được ra ngoài, dễ bị động thai. Hả? Quy định thứ hai là con dâu không được xài máy tính, không được cầm điện thoại, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu nội của mẹ. Quy định thứ ba là con dâu phải đi tới đi lui mới sanh được lẻ. Quy định thứ tư. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là u đầu. Ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà, anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà, anh là ô sin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, không có sai mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai, không có sai mà sai vợ là u đầu. Đây anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai, vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh